nay mình có đi ve chai. Có mấy cái đèn. Mua cái đèn này về sửa đi. Xíu mình mua xong rồi về mình ấy cho mấy bạn coi ha. Alo, thân chào tất cả mọi người, chào quý vị và các bạn. Thì ngày hôm nay mình có đi ve chai quý vị. Thì có đi ve chai cho nên mình mua được cái bọc đồ nè. Mua hồi sớm là tới giờ này mình mới rảnh mình mới quay được cho quý vị coi. Thì mình mua được những gì thì mình xin chia sẻ cùng quý vị và các bạn xem ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ từ món nha quý vị. Giờ mà mặc đồ này mình mua với giá là 100 ngàn quý vị. Giá nó cũng cũng được chứ không có gọi là rẻ. Nhưng mà có mấy món đồ cũng hay hay. Tháo ra. Chỗ bán gì chai của người ta, bán mão. Đây. Đây là những món đồ mình mua được nè. Cái đầu tiên đó là một cái lo. Lo rất là to luôn. Lo LG. Cái lo này mình không biết xài được hay là không nữa, mình thấy nó còn cũng im lắm. Dây điện nè. Đó. Cái lo 4W 4 ohm 90W. Wow. Dữ à. Rồi để đây đi, từ từ mình sẽ đó là test thử nha quý vị. Cái lo tiếp theo nữa là lại là một cái lo nữa. Cái lo sau mát. Wow, có mấy cái này nè, ngon á, 35W luôn. Ngon dữ ta. Đó, thêm cái lo nữa nè. Lại là cái lo nữa, cái này chắc đó là bộ đó. 35W quý vị. Mát 35W luôn. Thêm một cái lo nữa quý vị. Cái lo này là cái lo hiệu gì? 3W. Ôi, nhìn nè. Quý vị thấy có hai cọng dây này nữa. Cái lo này là ghim vô hắt luôn. Cái đầu này chắc chắn là cái đầu ghim vô điện thoại rồi. USB, cái này để mình từ từ mình sửa lại. Cái lo có thông tin luôn nè. Nhìn cũng còn mới lắm nè quý vị. Chưa hư đâu à. Để lâu quá đứt dây này ta bỏ nè. Mình biết là giờ mình thay này là mình xài được. Một cái quạt quý vị. Cái quạt xài 3 viên pin mà bên này nó mất tiêu cái rồi. Cái quạt này khá nặng á. Quạt này khá nặng á. Trong này lập cập hết trơn à. Một cái quạt. Chắc này có đèn quá, cái này mình nghi là đèn. Quạt khá nặng. Ok. Một cái tông đơ. Cái tông đơ hất tóc. Có găng cỏ nữa nè. Cái này là chắc cái lo quá, mà nó chắc nó hư rồi. Lo nó hư cái này à. Hư cái lo này à. Không phải biết phải là lo Bluetooth không nữa. Đó. Cũng là lo nữa. Bao lo con này về chế đồ được, im lắm quý vị. Cái máy này là cái máy gì mà cũng không biết luôn nữa. Ghim điện vô đây, cái máy này là không biết cái máy gì nữa quý vị. Không phải cái máy sấy tóc. Bạn nào biết cái máy này máy gì comment gì cho mình nha. Máy này nè. Mua luôn. Một cái bóng đèn. Ngoài một cái bóng đèn mà nhiều cái bóng đèn lắm.
Đây, có cái bóng đèn này là bóng đèn gạn đông nè. Bóng đèn này là bóng đèn gạn ngời nè. Đèn này không biết hư cái gì nữa. Một cái bóng đèn này để coi mình tháo luôn coi nó hư cái gì. Wow, nó cứng ghê luôn quý vị. Ây da, tháo không nổi luôn. Rồi mình sẽ dùng kiêu. Bóp gì nè. Kinh nghiệm cho mình biết là bóp gì là lắm. Đó, sức. Tính lấy cái cây này sủi mà không có sủi. Cái bóng đèn này sao mà không thấy nó hư gì trơn ta. Không thấy bóng nào bị cháy hết trơn á ngang. Để mình lấy đồ mình thử coi. Đây nè. Mình sẽ lấy này mình thử nha. Ghim vô. Điểm điện vô lên. Cháy một cái máy mắc cười á. Cháy cái máy hài á. Wow. Oh my god. Cháy luôn. Cháy nào ạ. Rõ ràng là mình tháo ra bên trong nó không có hư gì trơn á. Còn mấy cáo luôn á. Ok, được ngon. Được cái bóng đèn này là thấy ok rồi. Mua cũng vài chục ngàn bóng đèn gạn đông mắc lắm. Đèn mình gạn đông Samsung rồi nữa nào, cái gì thế nè. Đó. Đây cái bóng đèn này mình cũng không thấy nó bị gì hết trơn á. Đây nó bị chỗ này nè, đây nó bị chỗ này nè. Mình sẽ thay cái led này là ok rồi. Rồi à, tiếp theo một cái bóng đèn nữa. Bóng đèn này không biết có hư không ta. Thấy nó cũng không, led nó cũng còn tốt lắm nè. Ngặt nổi cái này nó quá tệ nè. Cài thử thử anh. Những giây phút hồi hộp. Rồi, ghim vô liền, nổ cái binh. Chớp chớp. Rồi, đi rồi, nó chớp rồi. Nó chớp là nó còn được, nhưng mà nó đi rồi. Ok. Mới vừa chớp. Nhiều khi nó chớp rồi, cái nó gỉ sét không chừng nữa. Rồi không có được rồi quý vị ơi. Để từ từ sổ bóng đèn này sao. Được cái bóng đèn đó, cái bóng đèn này nè. Ok, bóng đèn này sáng sáng rực cả bầu trời luôn. Lại thêm một cái bóng đèn nữa, bóng đèn này nó lòi này, nó nổ rồi nè, bóng đèn này nổ rồi nè. Rồi chỗ đây thì nó dây bỗng mình nó lòi ra tùm lum hết trơn rồi. Cái này nó chế cái gì không biết, kệ. Có thì mình lụm mua rồi. Lại thêm cái bóng đèn nữa quý vị. Đèn này nổ. Nổ chỗ này à. Đèn này nổ chỗ này à. Bóng đèn. Mua được 5 cái bóng đèn. Cái bảng led. Cũng ai tập sửa nè. Cái này cũng có người nào tập sửa nè. Một cái radio thời cổ đại. Radio thời cổ đại. Thêm một cái mạch led. Thế còn mới cáo luôn. Led còn tốt luôn. Về để mình tháo led ra. Mình sẽ hướng dẫn mấy bạn tháo mấy con led này ra ha. Cách tháo như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn. Và cuối cùng đó là hai cái đèn pin. Mua được hai cái đèn pin. Hai đèn pin này thì hết pin rồi. Bảo đảm hai đèn pin này hư pin. Mình lấy pin thay vô xài ok nè. Đây một cái và đây một cái giống hệt nhau. Nhưng mà con cái khác là cái nào, cái này xanh dương, cái này xanh lá. Cái này đã có người tháo rồi hay gì. Và cuối cùng đó là một cái bọc. Đó. Thì ngày hôm nay mình mua được bao nhiêu món đồ đó thì mình xin giới thiệu cho quý vị xem. Bây giờ mình sẽ test thử mấy cái lo nha quý vị. Đó, quan trọng là mấy cái lo.
đặc biệt là cái lo này nè, mình sẽ test thử cái lo này cho quý vị xem ha. Sẽ lấy đồ test ra.